Như vậy rồi mình than trách tại sao mà lời quá chừng đi, là tại vì mình muốn cái nhà tốt, cái nhà đẹp, cái nhà sang, thì phải cái tiền nó có thể cao hơn, rồi là mình không có công ăn việc làm gì đó, hay là cái lợi ích của mình không được tốt, thì tất nhiên là nó phải cái lãi suất nó cao, lời nó nhiều, thì mình trả mà 30 năm hoặc là 15 năm thì tất nhiên là phải gấp đôi chứ sao? Thì mình nói tại sao mình than trách? Như vậy thì không nên than trách ai, mà có than trách là tự nó mình. Nếu mình tùy cái sức của mình, kêu câu thế gian ta thường nói liễu cơm mà gắp mắm đó. Còn thầy tu thì thầy nói theo cách là liễu cơm mà đổ nước tương. Mình có chén cơm mà đổ tới nghĩa là nửa chén nước tương vô thì nó mặn quá làm sao cho nổi. Mình tùy cái sức của mình. Mình không tùy cái sức của mình mà mình cứ chạy theo bon chen với người ta, đua đòi với người ta, thì tự mình làm khổ cho mình thôi. Còn nếu mình biết cái bằng an phận thủ thường, vì vậy cho nên trong kinh Phật thường giải rằng tri túc thiểu dục. Tri túc là gì? Là biết phải biết cho đủ, phải kinh nghiệm cho đủ, phải học hành cho đủ, phải thông suốt cho đủ, đó là tri túc. Còn thiểu dục là giảm bớt cái muốn chút gì cho nó khỏe. Muốn nhiều là khổ nhiều, tham nhiều là cực nhiều. Vì vậy cho nên mình người tu, mình phải biết cái thân phận của mình và biết hoàn cảnh trường hợp của mình, để mình sống cuộc đời thì nó được nhẹ nhàng an lạc. Còn bằng mình cứ đua đòi theo người ta, mình cứ chạy bon chen theo người ta, thì đương nhiên tự mình làm khổ cho mình thôi. Chứ sự thiệt đâu phải Phật Thánh Tiên Hiền Ngọc Hoàng Thượng Đế các nào các ngài mà thương người này ghét người kia, thương người kia bỏ người nọ, không có. Thiên địa vô tư mà, trời đất công bằng, vì thần minh tối xét. Bực gì tới lễ nhi giáng phước, chẳng gì cúng kiến mà các ngài ban phước cho đâu, đâu phải các ngài cầu hối lộ. Bất gì tới lễ thất lễ nhi giáng quả, nếu mà gì thất lễ với các ngài giáng quả cho mình, không có chuyện đó. Các ngài không có ban phước cho mình mà cũng không giáng quả cho mình. Các ngài ban phước cho mình là thế nào? Nghĩa là mình nghe lời theo các ngài chỉ dạy. Vì các đấng Phật Thánh Tiên Hiền Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật Chúa gì cũng vậy, dạy mình ăn hiền ở lành, hiếu trung đạo nghĩa, siêng năng cần mẫn, cố gắng chuyên lo, thì tất nhiên như vậy là mình nghe lời các ngài, mình thực hành theo lời khuyên chỉ dạy của các ngài trong kinh điển, đó là các ngài ban phước cho mình. Vì mình nghe lời các ngài, mình không dám gieo cái ác cảm, mình không dám làm cái tội lỗi, mình không dám gây cái quan nghiệp, thì đó các ngài ban cho mình đó chứ gì. Các ngài thương mình là vậy đó, là dạy dỗ mình đó, rồi mình nghe lời các ngài thì như vậy gọi là các ngài ban cho mình cái phước đó. Còn giáng quả thật sự các ngài đâu có mắc mớ gì giáng quả. Ở thế gian này mình người vô tội đã tội với quan tòa chánh án ông biện lý, tôi không có tội gì hết, nhưng mà tôi muốn ông bắt bỏ tù thôi. Thì ông nói tại sao nhà ngươi bộ chắc là má to à? Tức là mánh má tàn tàn á, chứ tự nhiên thì không mà không tội gì hết mà lại biểu tôi bắt bỏ tù là bỏ tù sao? Còn nếu nhà ngươi có tội á thì đừng có năm gian sinh cầu khẩn mắc công nữa, mà đương nhiên vì cái công lý để bảo gìn cái sự an ninh cho mọi người, công bằng cho mọi người, vì vậy cho nên phải tập nã bắt nhà ngươi mà phạt trị, để cho nhà ngươi biết ăn năn hối cải, đừng làm khổ cho ai. Đó là lẽ công bằng của xã hội. Còn bây giờ mình làm tội thì bây giờ mình gian sinh các ngài tha làm sao? Bây giờ mình biết cái tội thì phải gọi là sao? Là sám hối, là ăn năn, hay là rửa tội? Thì rửa tội, sám hối, ăn năn nó chi? Để mình chừa cãi, gọi là sám kỳ tiền thiên hối kỳ hậu quá, là tình tội lỗi trước mình đã cố ý hoặc vô tình mình làm, và ngừa ngăn tội lỗi sau đừng tái phạm. Thì tất nhiên các ngài thương mình đó, các ngài phù hộ cho mình đó, các ngài ban phước cho mình đó, ban phước cho mình là chính nhờ mình dân giữ theo lời các ngài chỉ dạy, và mình không làm những điều gì ngăn trái tội lỗi thì mình được hạnh phúc an lành. Đó là chính các ngài ban cho mình, các ngài thương mình là chỉ dạy cho mình làm theo mình được cái phước lành, đó là các ngài ban cho mình đó. Chứ không phải mình làm tội ác bất công gian trá đủ thứ mà các ngài thiên vị chỉ gian sinh cầu khẩn lái giá lại các ngài tha cho mình.
các ngài đâu có mắc mới gì mà tha, mà đâu có mắc mới gì bắt tội. Vì cái tội của mình gieo mình gánh, mình gánh lấy thôi, còn cái phước mình làm mình được hưởng thôi. Cho nên nói thiên địa vô tư, trời đất công bình, vì thần minh tối xét. Bất dị tới lễ nhi giáng phước, bất dị thất lễ nhi giáng họa. Không gì cúng kế cúng kiến tế lễ mà các ngài ban phước, đâu phải các ngài hối lộ như tham quan thế gian này đâu. Hay là gì không cúng kiến tế lễ tán dương ca ngợi các ngài, rồi các ngài giáng họa cho mình, các ngài đâu có thuộc cá nhân như vậy. Thành ra mình chỉ nghĩ ông trời Ngọc Hoàng Thượng Đế Phật Chúa này kia là mình giáng sinh cầu khẩn giái lại, là các ngài thương mình. Mình giáng sinh cầu khẩn tế lễ các ngài để chi? Để mình y giáo phụng hành, dân giữ theo lời các ngài chỉ dạy, để mình sửa đổi cao dồi cho con người của mình được tốt, con người của mình được toàn thiện, toàn chánh, toàn mỹ, thì tất nhiên cái hạnh phúc an lạc đem đến cho chính mình. Còn tại vì mình làm ác với tội lỗi, rồi mình cứ than trời trách đất quyền rủa thánh thần à, tại sao tôi dày, tại sao tôi dày, không có tại sao hết, tại mình. Thank you.
Thank you.